Hãng nghiên cứu thị trường Nielsen vừa công bố báo cáo các xu hướng bán lẻ và nhu cầu mới của người tiêu dùng, cho thấy các kênh mua sắm truyền thống như chợ, cửa hàng tạp hóa dù vẫn được đa số người tiêu dùng lựa chọn nhưng vẫn đang bị đe dọa bởi các kênh bán lẻ hiện đại. Đáng chú ý là sự gia tăng mạnh mẽ về số lượng cửa hàng tiện ích tại Việt Nam. Theo Nielsen thì xu hướng này sẽ tiếp diễn trong thời gian tới và có thể làm thay đổi cục diện thị trường bán lẻ Việt Nam. Liên quan đến chủ đề ngày nay, chúng tôi có mời đến trường quay ông Đoàn Duy Khoa, là giám đốc bộ phận nghiên cứu người tiêu dùng của công ty Nielsen. Trước hết thì xin cảm ơn ông đã tham dự chương trình ngày hôm nay. Dạ, xin chào chị. Thưa ông, là như vừa rồi chúng tôi có đề cập đến ý, thì theo báo cáo mới nhất của Nielsen, hiện nay tại Việt Nam đang có cái sự gia tăng rất nhanh của hệ thống các cửa hàng tiện ích. Vậy thì theo ông, đâu là cái lý do của sự gia tăng này? Dạ, thì theo nghiên cứu của Nielsen thì chúng tôi thấy rằng số lượng cửa hàng hiện đại trong tổng cái kênh hiện đại, tức là Modern Trade, đã là tăng khoảng 29% ở năm 2014, đạt được con số khoảng 2.110 cửa hàng. Và trong đó thì cái số lượng cửa hàng tiện ích cũng đã gia tăng rất là nhiều. Cụ thể như cái hệ thống siêu thị mini như là Minimart, chúng ta đã được cuối năm 2014 đã có khoảng là 1.350 Minimart, tức là tăng gấp đôi so với một năm trước đó. Và số lượng cửa hàng tiện ích khác thì cũng đã đạt được gần khoảng 350 cửa hàng trong cả nước. Chúng tôi thấy rằng cái xu hướng bán lẻ và cũng như cái nhu cầu mới của người tiêu dùng trong khu vực châu Á Thái Bình Dương, bao gồm cả người tiêu dùng Việt Nam, đã có những cái thay đổi trong một thập kỷ vừa qua. Đặc biệt thì trong thời gian gần đây, những cái sự thay đổi nó càng phản ánh rõ nét hơn. Hồi lúc trước, những cái thay đổi đó thì chủ yếu tập trung vào cái việc mà lựa chọn những cái kênh mua sắm của người tiêu dùng. Còn bây giờ những sự thay đổi cho chúng ta thấy là có cái sự chuyển biến trong cái lối sống của người tiêu dùng. Và đối với người tiêu dùng Việt Nam, chúng ta thấy là họ ngày càng trẻ hơn. Và những người trẻ thì có những cái cuộc sống bận rộn. Do đó họ có những cái nhu cầu, những cái đòi hỏi nó khắt khe, nó nhanh chóng hơn đối với những cái nhà bán lẻ. Thì khi mà họ đi mua sắm thì họ vẫn mua những cái nhu cầu thiết yếu của mình thôi. Tuy nhiên do những cái nhu cầu của họ, do đó họ đòi hỏi cái mức độ nó cao hơn về mặt tiện ích. Đây là những cái lý do chính mà dẫn đến cái việc gia tăng của hệ thống cửa hàng tiện lợi trong thời gian vừa qua, đặc biệt là khu vực ở thành thị. Có nghĩa là theo ông thì cái sự gia tăng các cái cửa hàng tiện lợi chính là cái xu thế tất yếu của thị trường. Dạ vâng. Cái đó chắc chắn chúng tôi nghĩ là cái tiếp tục sẽ là cái xu hướng tất yếu của thị trường. Bởi vì hiện nay chúng ta thấy là số lượng người bình quân trên một cửa hàng của Việt Nam là khoảng 69.000 người. So với một số nước trong khu vực, chẳng hạn như là Philippines thì khoảng 37.000 người. Singapore chẳng hạn thì chỉ có 7.300 người thôi. Điều đó cho thấy là vẫn còn rất nhiều tiềm năng và cơ hội cho cái thị trường này. Và như tôi có vừa trình bày ở trên, cái khuynh hướng thay đổi tất yếu này chắc chắn nó sẽ diễn ra do cái nhu cầu mới của những cái người tiêu dùng Việt Nam. Nhưng mà liệu rằng là cái sự gia tăng như thế này thì nó có tác động gì đến cái thị trường bán lẻ tại Việt Nam hay không? Chúng ta đã và đang thấy cái việc mà sự gia tăng của hệ thống cửa hàng tiện lợi đã có những cái tác động rất đáng kể đến thị trường bán lẻ trong nước. Và đặc biệt là chúng ta thấy ngày càng rõ ràng cái mối đe dọa của cái hệ thống tiện ích này. Chẳng hạn nếu mà chúng ta nhìn vào những cái sản phẩm thiết yếu sử dụng mỗi ngày hiện nay thì các cửa hàng tiện ích hiện nay đều cung cấp những sản phẩm đó và cạnh tranh trực tiếp với lại những cái kênh bán hàng truyền thống, chẳng hạn như là những cửa hàng tạp hóa, chợ hay là siêu thị, cũng như những cái mặt hàng mà chúng ta gọi là cái tiện lợi mà trên đường đi như là nước giải khát hay là thức uống, thì rõ ràng các cửa hàng tiện lợi này cũng cạnh tranh với lại những cái quán cà phê, những cái quán nước hoặc là những cái xe đẩy. Đó là những cái môi trường, những cái kênh bán hàng truyền thống của chúng ta. Và tuy rằng là có một cái sự gia tăng rất là nhanh của những cái chuỗi cửa hàng tiện lợi tại Việt Nam, thế nhưng mà hình như là cái sự xuất hiện và cái sự gia tăng nó cũng khá là lặng lẽ, nó không đình đám và nó ồn ào như là các cái đại gia bán lẻ nước ngoài khi mà bước chân vào Việt Nam. Ông nghĩ sao? Chúng tôi thì nghĩ rằng thật sự thì họ không lặng lẽ đâu, mà có lẽ là do cái chiến lược truyền thông tập trung của các chuỗi hệ thống tiện ích này. Điều này có nghĩa là khi mà một cửa hàng tiện ích họ đặt ra, họ mở ra, thì về mặt ý nghĩa họ sẽ muốn tập trung phục vụ vào cái nhóm mua hàng.
ở một cái phạm vi cộng đồng nhất định của mình. Chẳng hạn một số ví dụ chúng ta thấy là cái chuỗi mà Be Smart, chúng ta thấy có khuynh hướng được đặt gần các trường học, có nghĩa là rõ ràng họ muốn tập trung vào cái nhóm sinh viên và học sinh. Hay là Family Mart hay là Circle K, chúng ta thấy gần ở các gia đình, khu dân cư. Đúng rồi, khu dân cư. Hoặc gần đây nhất là cái chuỗi hệ thống tiện lợi mà Vinmart Plus, thì họ cũng đặt gần những cái cao ốc hoặc là những cái khu chung cư. Điều đó cho thấy là họ vẫn đã và vẫn đang làm những cái chiến lược về truyền thông, về chiến lược về marketing, nhưng rất tập trung vào cái khu vực, cái nhóm người mua hàng trong cái khu vực mà mình đang phục vụ. Thế còn về cái cục diện của cái thị trường các cái cửa hàng tiện ích thì sao ạ? Tức là hiện giờ cái cục diện đang nghiêng về phía các cái doanh nghiệp của Việt Nam hay là các doanh nghiệp của nước ngoài? Nếu chúng ta nhìn vào cái góc độ là số lượng cửa hàng đi, thì rõ ràng cái số lượng cửa hàng tiện ích hiện nay thì các doanh nghiệp nước ngoài vẫn chiếm đa số. Tuy nhiên, nếu mà mình nhìn sâu vào từng cái lĩnh vực trong cái nhóm chuỗi cửa hàng tiện ích thì các doanh nghiệp Việt Nam vẫn có một số cái lợi thế nhất định. Chẳng hạn, nếu nhìn vào góc độ là những cái chuỗi cửa hàng tiện ích mà về thực phẩm thì hệ thống Co-op Mart của Sài Gòn Co-op hay là Satra Food chẳng hạn vẫn đang dẫn đầu thị trường rất nhiều. Tuy nhiên, nếu nhìn vào những cái chuỗi cửa hàng tiện ích mà 24/7 chẳng hạn thì vẫn là những cái tên tuổi nước ngoài như chúng ta có đã thấy rồi, như là Circle K hoặc là Shop & Go hoặc là Family Mart. Họ vẫn đang nắm giữ cái vị thế dẫn đầu về số lượng cửa hàng và cũng như đang tiếp tục. Vâng, xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho kênh truyền hình FPNC. Dạ, cảm ơn chị.